cái nhà mẹ mẹ quên mất mẹ kể lại một tí. Hôm trước á, cái bạn mà bàn cuối ấy, bạn ấy bị mẹ chấn lột thỏi son, có nhớ không? Xong cuối cùng là về vội quá là bạn ấy về mất rồi. Thế là mẹ không có kịp trả thỏi son cho bạn đó. Xong rồi về bạn ấy nhắn tin là bạn ấy bảo lưu, thế là bạn ấy không có đi học nữa và thỏi son đã thuộc về mẹ. Thì không biết là hôm nay có ai mang son nữa không? Mẹ nói đùa vậy thôi, trong ba lô của mẹ hôm nay có hẳn 2 thỏi son dưỡng rồi. Mẹ sẽ không cần phải mượn của bất kỳ ai nữa đâu. Thì sau đó bạn đó nghỉ rồi thì mình nghĩ là à, thế thì lớp có 6 người là cũng tròn trịa đôi lứa, để mấy nữa có gì là mình yêu cầu làm bài tập theo đôi nhóm đúng không? Nhóm đôi. Thế xong lại bạn kia là lòi vào. Thế là lớp lại vẫn là 7 người. Nhẽ ra một con kim nó không bảo lưu, nó phải thành có 8 người, nó phải là số đẹp không đúng không? 6 thì là lộc mà 8 thì là phát. Lộc phát lộc mẹ đi. Thế tự dưng nó cứ 7 này thì thất bát quá. Làm sao ta? Biết làm nào. Nhưng mà đến thời điểm này mẹ sẽ không tuyển thêm nữa. Tại vì là bạn liên hệ là vừa xong qua một buổi mà. Nên là mẹ mới cho vớt nốt vào. Chứ nếu như mà bây giờ qua 2 buổi rồi lại tiếp tục mà vớt nữa vào thì sẽ, các bạn sẽ bị đuối kiến thức. Lịu lưỡi, đang bị thiếu kiến thức, bị đuối kiến thức, nói thành là các bạn bị điếu kiến thức. Thì bạn mới gửi bài nhưng mà mẹ chưa kịp chấm nhá, tại vì là bị sát giờ quá. Thì có gì mẹ check lại sau nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái bài này. Này, phát cho bạn lấy tờ handout hộ mẹ cái. Rồi, hôm trước mình làm xong cọc số 1 này. Cọc số 2, chúng ta đã ôn tập với nhau về nguyên tắc gì ạ? Huyền ngang kết hôn rồi này. Huyền ngang này, kết hôn này, quy tắc phát âm dành cho kỳ học các thứ rồi này. Và thêm cả nguyên tắc kéo âm nữa, đúng không? Thì bây giờ mình làm các bạn cũng có nộp bài cho mẹ thì đấy, mẹ nghĩ nha, mẹ nghĩ rằng là sau cái một cái buổi học như vậy xong về các bạn luyện thêm gửi cho mẹ thì mọi thứ nó phải rất là perfect. Nhưng không, các bạn vẫn lỗi nhiều lắm, vẫn lỗi rất rất là nhiều. Đấy là có đi học, có chuốt rất nhiều rồi mà vẫn còn lỗi như vậy. Thì nếu mà để mà mình tự bơi thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cần phải rèn luyện nữa. Thì thôi, thì bây giờ mình lại tiếp tục ôn đi. Mình tiếp tục ôn lại phần của ngày hôm trước đi. Giả bộ bây giờ mẹ lại tiếp tục check những cái từ này. Thì bây giờ là các con lưu ý này. Học sinh sẽ phải cầm mic để mình ôn bài luôn á. Thì là trên sóng là gần đấy bao nhiêu khán giả? TikTok là 263 người đang xem, Facebook là 127 người đang xem của page này và hai page kia nữa, không biết bao nhiêu người đang xem. Là bây giờ cái âm thanh của các con thì ngần đó khán giả sẽ nghe được cái phần phát âm của các bạn và sẽ nghe mẹ sửa luôn nhá. Nên là các con phát âm làm sao mà đẹp nhất có thể ha, không có bị dính mặt nên là không sợ, có chăng là déo tên lên thôi, nói chung là người cũng không biết mặt đâu. Có ngại không? À có ngại. Thế ngại thì có ngại nhưng mà làm thì có làm không? Xung phong, tao biết là con Linh sẽ xung phong trước mà đúng không? Làm không? Ai làm đây? Làm lẻ thôi, bây giờ mình chơi lẻ từ thôi ạ. Không quá là còn là phức tạp đâu, làm lẻ từ thôi. Lẻ từ thôi mà, không lớn đau lắm đâu. Ai làm nào? Xương xương đã, xong rồi mình bắt đầu mình lên thêm sao dần. Con Linh nó giơ tay, nó giơ này. Kiểu là cũng muốn dơ lắm ấy nhưng mà nó cứ ngại ngại á. Thì cứ dơ đi, các bạn không ấy thì có làm sao đâu. Này cầm mic đi cháu ơi, cầm mic lên làm ca sĩ nào. Ok, bật rồi, cái mic đấy là không phải gõ đâu. Thì nó có lên loa đâu. À, nó giống cái này nè, nó giống cái này, cài ở đây này, thấy không? Ok ạ. Là mic này nó vào cái đầu này nè, cái đầu tín hiệu ở đây là lên sóng livestream chứ không có loa để mà phải kiểm tra lồ xong là gõ đâu, hiểu không? Rồi phát âm cho mẹ từ số 6 rất là dễ này. À, 16 ạ. Từ 1 đến 6 ạ? Dạ không ạ. 16 nghĩa là cọc 1 hàng 6. Mẹ đọc tọa độ XY của nó đấy. Cô Trang. Kinh quá. Hơi kinh, không phải kinh quá. Hơi kinh, ngồi này xong thấy ướt đít quá. Hơi kinh. Vì sao? Yến, feedback cho bạn. Cho nó cái mic. Cô Trang. Ôi trời ơi, chú cho mà ơi, nói bằng tiếng Việt này, feedback cho bạn. Lại bảo mẹ feedback là tiếng Anh mà không phải tiếng Việt đâu đúng không? Feedback là mình nhận xét cho bạn là ở đâu như thế nào. Mẹ bảo là kinh thì vì sao nó kinh, nó kinh như thế nào? Con thấy bạn nói từ đầu tiên hơi giống chữ cờ Việt Nam. Không phải là hơi giống mà là chính nó chứ còn gì nữa.
Bạn bắt đầu bị cồ trang rồi, làm gì có phở cồ nào ở đây. Sửa đi, làm lại. Khổ trang. Khổ à, lại bị nhiều hơi nha. Khổ trang. Khổ, khổ, không, không phải vị trí đấy. Khổ, khổ. Không có phần hơi, làm bị hơi á. Khổ, khổ. Khổ trang. Bây giờ nhá, cái tip để mình lấy vị trí âm là gì? Lấy từ âm hơi. Lấy từ âm hơi xong là hạ xuống là được đúng không? Thế bây giờ giả bộ phần âm hơi của nó sẽ là gì? Ôi trời ơi, chú cho mà ơi. Tông của nó là tông gì? Khô, đúng không? Thì nó là khô, từ đó hạ xuống. Khô, khổ. Khô, khổ. Đó, thì không còn không còn cái khổ đấy nữa mà. Hiểu không? Khổ trang. Khổ trang. Mẹ chọn cái từ dễ nhất là mẹ nghĩ là auto là làm ăn là một phát là dính luôn ấy. Không ngờ lại đeo dính. Đớn đau không? Đó, khổ trang nhá, tiếp tục đi nào. Dễ hơn đi Linh ơi, Linh ơi, Linh làm thế là mày không hài lòng một tí nào đâu Linh ạ, à, thật sự luôn ý. Linh ngồi dưới có giật mình không? Có, dưới cũng có một Linh khác nữa. Con tên là cái gì Linh để mẹ gọi cho đỡ ấy? Trâm Linh ạ. Trâm Linh, TR đúng không? Trâm Linh ạ. Con làm vậy là mẹ hơi thất vọng nha. Không không kỳ vọng quá nhiều nhưng như vậy là không hề hài lòng một tí nào cả. Chuyển sang từ này đi. Cô Kỳ. Nữa. Khổ kỳ. Đúng rồi, mí cả là ở đây cái vị trí này rồi thì chúng ta sẽ phát âm hơi thiên u một chút. Thay vì là khổ kỳ thì nó hơi khù kỳ. Hiểu không? Hơi chúc xuống một xíu nha, khù kỳ. Rồi, cho thêm một từ nữa đi. Từ số 5. Từ số 5 của bài cũ này này là mẹ thấy rất là nhiều người làm là mẹ vẫn chưa hài lòng. Từ 1 năm ấy. Cọc trong. Chưa hài lòng, làm lại một tí đi. Cọc trong. Ừ, cọc trong. Rồi bây giờ mình không nhấn tách ra nữa. Cọc trong, không làm vậy nữa. Cọc trong. Cọc trong. Bị hơi có thừa y ở cái o thành hơi kiọc đấy nhá. Cọc thôi. Cọc trong. Cọc à, cọc à, cọc là thành cờ rồi đúng không? Cọc trong. Đỡ hơn tí nhá. Cọc trong. Rồi. Địt mẹ comment là nhìn nam tính quá tổ sư. Tức á. Khọc trong. Rồi bây giờ em đã lo lắng rất nhiều. Nói như nào? Đương nhiên là chúng ta không cần chủ ngữ đâu. Đã lo lắng nhiều. Khọc trong mà ni hết xung nhịt à. Khọc trong mà ni hết sợ cũng được. Hoặc là cho mà ni lên đầu không muốn tách nhá. Mà ni khọc trong hết sợ. Mà ni khọc trong hết sợ. Ừ, ngờ nữa. Phần ngờ nối sang. Phần ngờ để nối qua bên này học chưa? Ừ. Để ý kỹ lại cái chỗ này một tí nhá. Như nào nào? Bạn đi cọc trong hết sổ. Cái chữ này này, cái chỗ này tông rõ hẳn lên. Bạn đi cọc trong hết sổ. Ngờ đâu. Bạn đi cọc trong hết sổ. Bạn đi cọc trong hết sổ. Cọc trong hết sổ. Ừ, ok. Rồi, tí nữa quay trở lại với phần này để mình học thêm phần biến âm nhé. Bạn khác đi nào. Kiểm tra bạn khác. Nhanh. Đấy, thấy chưa, comment nay mẹ xinh thế mà. Mẹ đéo hiểu đứa nào bảo được. Nam tính tổ sư. Có mắt như mù. Ai? Khẩn trương. Trời ơi, bây giờ cứ với cái tiến độ như thế này thì định học đến 10 giờ đêm hay sao? Mẹ nói là nghe có vẻ là ngừng khí thế thôi. Thực ra là tối nay mẹ có hẹn đi ăn với Dai rồi. Nên là không delay được đâu. Học phải đúng giờ thôi chứ. Rồi đi với Dai. Mẹ nhìn con kia là có vẻ là rất là vân này. Rất là dạo dực muốn làm rồi đúng không? Thế tại sao tay không giơ lên? Hôi nách à? Hôi nách đúng không? Thế tại sao không giơ cái tay lên? Tao đến hôi nách kể cho mà nghe. Hôm trước đi sự kiện. Dai đẹp, đẹp lắm. Ui đẹp nức nở luôn. Đẹp như Isaac luôn, u mê. Xong rồi phấn khởi lắm. Bước vào ngồi ngay bên cạnh mình luôn. Nhưng mà hôi nách. Em ơi, thế là kiểu bao nhiêu cái nỗi niềm quần quận là nó cụp hết cả xuống á. Xong rồi là hôm đấy là cái hôm mà thứ bảy chủ nhật tuần trước là nóng vãi lệ đúng không? Mọi người biết mà đúng không? Thì nóng vãi đến mức độ là Vincom Nguyễn Chí Thanh này hỏng điều hòa luôn. Thì là lúc đấy là mẹ dự sự kiện ở trong đấy là căn phòng kín chắc là to tầm gấp 3 như thế này. Nhưng mà không có điều hòa nha, chỉ có dùng quạt thôi. Thế là mình cũng may quá được ngồi ở ngay chỗ quạt. Nhưng mà lại bạn đó ngồi cạnh mình và ngồi trước quạt. Đây.
Thế là giơ tay lên này một cái là nó từ đây nó thọc qua đây là nó vào mũi. Thế là em chuyển chỗ, em quyết tâm em chuyển chỗ. Bởi vì sao ạ? Đẹp trai thì đẹp trai chứ ngồi bên cạnh mình thì mình đâu có nhìn như này, mình cứ ngồi sự kiện mình cứ nhìn người ta như vậy được đâu, đúng không? Đằng nào mà nhìn lên sân khấu mà. Thôi, dẹp, khỏi ngắm trai nữa. Nhưng mà hôm nay mày nghĩ là không có khả năng để hôi nách đâu chứ ha. Thế sao không tự tin giơ lên, mọi người nhớ cho mẹ là từ bây giờ nhá, đi học này, giơ nách, nhớ chưa? Giơ nách. Chứ không phải giơ tay. Giơ tay nhìn khi nhiều khi không nhìn thấy, nhớ chưa? Giơ cái nách lên, nào giơ nách lên kiểm tra. Không phải là kiểm tra cái nách mà ý là kiểm tra cái tư thế xem là rồi ok. Nào làm cho mẹ 12 đi, từ này rất là cơ bản nhưng mà hôm vừa rồi các bạn gửi file cho mẹ nghe vẫn không hài lòng đâu. Khúc ca. Tốt đấy, làm to lên, nói to lên, mẹ tin chắc chắn là khán giả dưới kia không nghe thấy đâu. Khúc ca. Thấy chưa, dưới kia không nghe thấy còn há hớ luôn kìa. Khúc ca. Thì lại thành không hay nha. Đó, chỉ cần mình yêu cầu cái âm lượng nó khác đi một xíu thôi là âm thanh nó lại bị khác đi rồi. Làm sao được? Thay đổi âm lượng thôi mà. Chứ nói to lên mà tự dưng đang âm đang làm đúng mà thành làm sai là sao? Khục ca. Tốt hơn, đó, khục ca. Khục đằng trước được chưa? Ca đằng sau trong từ gì á? Đại ca nha. Hình như là Dương này, Mai Dương gì đó là bị khục ca đúng không? Đấy. Bao nhiêu học sinh nhưng mà chấm bài là vẫn nhớ. Nói thôi, con nào nhớ được thì nhớ, còn quên thì vẫn quên. Chấm nhiều lắm, thời gian tới mà lớp này mà triển khai thành lớp online thì còn chấm lấy chấm để. Suốt ngày chỉ ngồi nhà chấm bài thôi đó. Rồi, cục ca tốt. Rồi, bây giờ sân bay nào? Số 9 nào, 19 nào? Khùng à. Hả? Khùng à. Khùng rõ vậy là không được rồi. Khùng à. Khùng à. Khùng à. Rồi, tiếp tục. Thêm tiểu từ vào đằng sau cho mẹ. Tiểu từ này. Y. E. Rồi, E so. Rồi, Ư rô. Làm đi. Khổ ngang ấy sao? Từ trên xuống. À, khổ ngang ấy. Ừ. Khổ ngang ấy sao? Đúng rồi. À, khổ ngang ngữ lộ. Khổ ngang nghe nữa. Ê, khổ ngang nghe. Đúng rồi, ok. Muốn đi sân bay. Nỉ xua. Cái gì mà sợ mơ. Nỉ xua. Khổ ngang ấy, khá có xếp hỏi. Tốt. Khô ngang e khà cô. Tức là ở đây nó lại xuất hiện thêm cái vụ khà cô đấy nữa đúng không? Thì mình vẫn phải để ý cái vị trí âm thanh của nó cho nó rõ ràng. Khà cô, được chưa? Bò bò nhá con Linh, Trâm Linh. Khà cô là được rồi đúng không ạ? Vẫn là phạm vi của bài ngày hôm nay. Còn cái shipper thì sẽ là cái phần mới là chưa có ở đây. Thì thôi thì mẹ cũng nói qua sơ bộ luôn. Là shipper, po là âm hơi, không phải shipper. Đúng rồi, nữa nè. Vlog áp chót hôm trước yêu cầu về xem rồi, bạn Trâm Linh đã trang trọng gắn vào trong group lớp rồi. Xem chưa? Chưa xem. Chưa xem. Quế. Nhiều quê chẳng mơ. Ừ. Sao? Sao không xem? Xem chưa? Xem rồi cái gì? Thế thì chỗ này làm nào? Hả? Xem rồi thì chỗ này làm nào? Làm như nào, tức là mình phải giải trình bằng lý thuyết ra, chứ không phải là mẹ bảo con phát thanh cái chỗ này. Tức là để ý cái điểm lưu ý ở chỗ này, có cái điểm mà liên quan đến quy tắc áp chót ấy là phải như thế nào. Ship ngang xong sao nữa. Ờ đúng rồi. Ok. Pò nha. Bình thường chúng ta sẽ có pò đúng không ạ? Pò. Nếu nó vào đầu thì nó là po theo nguyên tắc huyền ngang rồi, nhưng ở đây nó đang ở vị trí áp chót mà. Cái việc này nó sẽ trải dài suốt theo cái khóa học này luôn, không phải nói lại còn nhiều nữa. Thì nó phải thành po thôi mọi người. Đó. Làm riêng cái phần này sẽ là gì đây ạ? Cargo ship po. Và nhá. Po là việc của po nhưng mà ship vẫn phải tông thẳng lên. Như bạn lại làm là cargo ship po. Ship po si nhá. Không nhá. Ship thẳng lên. Bởi vì sao ạ? Khi đó thì là lại có cái lý thuyết gì nhỉ? Buổi hôm trước chúng ta cũng có nói rồi đấy. Ôi dồi ôi, nhìn mà cái con Bảo Yến nó nhăn nhó như bà cụ. Nhìn mà đớn đau thế con. Kéo âm chứ có cái gì đâu. Kéo âm. Ở đây nha, chúng ta đi qua. Đấy, biết đọc chữ là một chuyện nhưng mà để mà phát âm đúng chúng ta phải đi qua 3 bước. Bước 1 là bước kết hôn. Nhìn đây. Bước 1 là bước kết hôn, tức là gì?
là chuyển cái này qua bên kia thì còn gì ạ? Sipo này đúng không? Đúng chưa? Đây là bước 1. Bước 2 là bước kéo âm. Tại vì là cái này ở vị trí số 2 này nó là âm hơi mà đúng không? Thì cái si này nó đang vốn dĩ đang là tông gì các cháu? Vốn đang là tông ngang đúng không? Nhưng mà gặp cái này thì vẫn sẽ kéo tốc lên. Thì tạo thành là ship lên. Túm cái váy lại là mình tưởng tượng như là như này này. Tức là tưởng tượng như kiểu là bị kết hôn lỗi gì đó. Bình thường mình kết hôn tức là phụ ông cưới bắn thẳng qua bên kia, không còn bên này nữa đúng không? Đúng chưa? Nhưng đây sẽ là trường hợp là gì ạ? Vì nó vừa có kết hôn và vừa có kéo âm nên là nó sẽ phát âm như kiểu là kết hôn lỗi. Kiểu các bạn phát âm là han cookie đấy. Đúng không? Tức là kết hôn nhưng mà bên kia cũng có và bên này cũng có đấy còn gì? Ủa hiểu không vậy? Không hiểu à? Gọi là kết hôn lỗi mà đây nhá, giả bộ đây là khổ quá. Đây. Bình thường kết hôn. Han này. Cái này nếu mà kết hôn thì sẽ là han cu co thôi đúng không? Nhưng mà nhiều bạn phát âm thành han cúc co mà đúng không? Đúng chưa? Thì nếu mà nó làm cúc co như thế tức là bên này lại cũng thêm mẹ một cái này vào thì đây là co đúng không? Đúng là riêng nó là co đây chưa? Thì như vậy là có cả phụ âm cuối ở đằng trước và có cả phụ âm cuối ở đầu ở đằng sau, là hai cả hai cái vị trí đó luôn, thì y chang như bên này này, có double đây này, double đây này. Thì có phải là mẹ nói cái hiện tượng bên này như kiểu là các bạn bị phát âm bị kết hôn lỗi không? Vì nếu mà phát âm lỗi thì thành cái này là han cúc co mà. Còn không lỗi thì là kết hôn thì đi hẳn thì chỉ có một thôi, han cu co đúng chưa? Còn cái hiện tượng của bên này là hiện tượng là có cả hai bên luôn, coi như là ship vẫn là ship, y nguyên là ship vậy đó. Chứ không phải là ship hò yo đâu. Hiểu không? Ừ, thì nó vẫn ship hò lên bình thường. Được chưa? Rồi, như vậy là muốn đi thì sẽ là gì đây? 500 người xem lận. Wow, giật mình luôn á. Cargo ship poyo. Cả lớp. Cargo ship poyo. Nữa nè, nội bộ riêng của chữ sở thì là mình không phải là ship trong từ là ship hàng của tiếng Việt mà sẽ là ship. Ừ. Nó không phải là ship. Không phải là shipper. Delivery shipper, shipping không phải là chữ sờ đó ở trong tiếng Anh. Tiếng Anh thì mình phát âm cái chữ sờ đó ấy là như này này. Đó, cái mò she's mine, nó đó. Còn cái ship ở tiếng Hàn nha, chữ tức là âm si ột mà đi với những âm y và chứa y. Nhá, y và chứa y thì chúng ta sẽ phát âm siết, siết nhưng mà không rổm mò lên mà là ngang, ship. Được chưa? Cargo shipper. Cargo shipper. Hiểu không? Một luôn là mẹ nghe sương sương gọi là hát hội đồng như vậy thì mẹ thấy ổn thôi. Còn các con vẫn sẽ phải về phát thanh riêng nữa nha. Nốt thêm cái câu này vào là câu đầu tiên để ngày hôm nay về vẫn tiếp tục phải gửi gửi video cho mẹ check này. Tranh thủ trả lời comment. Các bạn hỏi có lớp online không? Có nha. Nhưng mà ý là hỏi học lớp cơ bản hay lớp phát âm này nào? Túm lại inbox fanpage nha. Cứ inbox fanpage là được. Inbox hay vào fanpage chứ bây giờ cứ trả lời trên sóng như này khó lắm các bạn nhá. Inbox vào fanpage cho mẹ. Chắc mình phải add thêm cái dòng ở trên này nữa là có gì inbox hết fanpage. Nếu mà livestream xịn bằng máy tính ý, thì nó sẽ có những cái dòng chữ auto chạy được bằng cái phần mềm chuyên livestream. Nhưng mà mình thích bằng làm bằng điện thoại hơn. Rồi. Như vậy là mình muốn đi không cảng, mình muốn đi sân bay đúng chưa? Vân làm lại câu này, cả câu này cho mẹ đi nào. Công an e gago sipeoyo. Pò hẳn xuống. Pò. Ừ, pò sâu xuống. Đừng để bị tranh vênh là sipeoyo không nhá. Sipeoyo. Công an e gago sipeoyo. Tốt, nhưng vẫn chưa tốt. Ai feedback cho bạn câu vừa rồi nên sửa ở điểm nào để perfect hơn? Nhân. Mẹ xin lỗi. Nhân ơi. Tại kiểu như là mẹ nhìn con xong mẹ nghĩ là con vừa mới đi thi nói xong được giải này kia à, được chứng chỉ thì mẹ nghĩ là con sẽ phát hiện ra được, nên là mẹ phấn khởi quá, mẹ âm lượng mẹ hơi lớn xíu. Sao hỏi nó có biết đâu, nó mà biết là nó sai ở đâu thì nó đã làm được tốt hơn như thế rồi. Nhỉ sai suy biên. Đang thật chính phiên dịch tiếng Trung hộ bạn nữa. Con nói lại một lần để cho bạn nghe. Cùng nghe tháo cô ship hoyo. Lần này đỡ hơn lần trước đấy. Tại người ta comment môi đẹp cho nhìn môi tí.
Con cứ làm đi bình thường đi, mẹ cho khán giả xem môi mẹ xíu. Mẹ bảo được rồi đấy. Không, nhưng mà vẫn phải nghe ra lỗi chứ không biết lỗi hả? Con thấy ok hết rồi đấy. Đấy, cái cách mà lấp liếm nhanh nhất, dễ nhất. Con thấy được mà, con thấy, con thấy ổn mà. Đời ơi, bên này có biết là có vấn đề gì không? Làm sao? Không phải vấn đề ở đấy. Cái vấn đề là giai điệu. Nghe kiểu nó luxurious vậy đó. Nôm na ý là ngắt đó. Bảy chữ này các con nói đúng một hơi nha mẹ. Không ngắt là mới đạt yêu cầu. Có hiểu ý mẹ không? Đâu có khó đâu. Khó gì đâu. Ủa cái gì? Trinh thiên ma mà hẩn theo lẻo. Comment tiếng Trung luôn. Nào, phiên dịch cho cả lớp nghe trinh thiên ma mà hẩn theo lẻo. Hôm nay mẹ rất đẹp. Nào nói nha, bảy chữ đúng một hơi. Nhìn vào đôi mắt của mẹ. Nhìn vào đôi mắt tròn tròn của mẹ này. Đừng có nhìn xuống vở nữa. Nói như em cô Trinh nuốt chừng bây giờ đây. À, 공항에 가고 싶어요. Vẫn bị ngắt. 공항에 가고 싶어요. Đúng rồi. 공항에 가고 싶어요. Chứ bạn làm là 공항에 가고 싶어요 là không có được. Hiểu không ạ? 공항에 가고 싶어요. Hiểu không? Cái nhịp nó cứ như thế. Nhanh thì nhanh mà chậm là chậm. Ví dụ chậm. Này đúng không? 공항에 가고 싶어요. Sau đó mình tăng tốc lên thì nó sẽ ra cái bản perfect của nó. Không gãy nha. Các bạn lưu ý, đặc biệt lưu ý cho mẹ khi mẹ nói là làm một hơi. Có nghĩa là mình cần cái sự liền mạch thôi. Chứ không phải là mình bị ngộ nhận thành là mình nói nhanh lên. Hiểu không? Ok chưa? Thủng chưa? Cái mồm đâu? Vâng chứ ạ. Mẹ hỏi bằng mồm chứ mẹ có hỏi bằng ánh mắt hay là mẹ hỏi bằng cổ của mẹ đâu mà con cứ... Vâng ạ. Này, mẹ đang hỏi con đấy. Người khán giả đang cầm mic chính đấy. Vâng ạ. Con như hiểu rồi ạ. Các bạn khác cũng thế, đừng để mẹ về hỏi nhiều nghe chưa? Nhất là mình đang làm ca sĩ chính, mình phải tập trung tương tác với cả cô giáo chứ. Rồi ok mọi người ơi, xong tiếp tục nào. Câu đấy nhớ về phải làm để nộp nhá. Ôn tập nữa không hay học mới? Cảm thấy tự tin phần cũ chưa? Thế thì mình học cái bài 1 đến bao giờ? Khóa học 12 buổi. 12 buổi đều học bài 1. Cảm giác vậy á. Mình vô bài mới nhá các cháu. Bài của ngày hôm nay là phần của thi gật nhá. Thi gật. Viết chữ đỏ đi cho nó nổi. Lưu ý cho mẹ về nét viết này. Tuy là đây là lớp về phát âm nhưng mà mẹ vẫn lưu ý về nét viết cho chúng ta một chút. Đây là chữ thi gật thường và đây là chữ thi gật. Chúng ta hãy viết như thế này. Rồi xuống như thế này nhá. Không cho tao nhìn thì con rõ con Trâm Linh nó viết như thế này. Đấy. Nó nói điêu không? Có điêu không? Đúng nhận sai cái. Đúng đấy. Không thích. Thật sự anti. Tất cả các giáo viên cũng lưu ý cho mẹ cái điểm này. Học sinh nó cười vào mặt nhá. Viết phải đúng từ từng cái nét chữ. Cái tinh hoa của ngôn ngữ nó đi từ văn tự nó đi lên. Nét chữ viết chưa đúng ý thì phát âm có hay ý, người ta vẫn khinh. Nhớ chưa? Chữ này gọi là chữ thì gật. Nên biết tên gọi chữ một chút nữa đi. Mẹ nghĩ chắc nhiều cũng không quan tâm. Nhưng thôi tiện thì cứ nói đây, nhớ được nhớ không nhớ được thôi thì tính sau. Chữ này là chữ thi gật. Được chưa? Tên gọi nó là khác nhau. Chắc chắn rồi, tên gọi phải khác nhau chứ. Rồi. Ai? Ai nói cho mẹ biết tip mà mẹ dạy để phát âm cái này là gì ạ? Tip để mẹ phát âm, tip mẹ vẫn dạy để chúng ta phát âm từ thì gật là gì? Chữ thì gật là gì? Nhắc lại cho mẹ, bạn nào nhắc lại cầm mic lên nhắc lại cho mẹ. Không biết á, chưa được học á, chưa từng để ý luôn á. Trời ơi, cho mẹ xin tiếp tục cái mic cho bạn Trâm Linh. Giả bộ bây giờ mình bảo là mình chưa từng được học là cái này phải phát âm như thế nào. Thế bây giờ mình phát âm cho mẹ đi. Nào phát âm cho mẹ từ số 6 đi. 36. Tế sang. Kinh quá, đúng là chưa học thật. Yến. Yến cầm mic. Vai của con mẹ ông này đẹp trai vãi lồi. Gì hả? Tổ sư. Mất hết cái nét nữ tính đi, hôm nay người ta làm con gái mà. Thề sang ạ. Ơi. Thề sang ạ.
Ừ, thế đấy, con làm là nghe có mùi là không sai. Vậy thì con có cái tip gì không? Hay là con thấy rằng là con thấy cũng như bạn, con làm cũng như bạn. Rõ ràng con làm có khác bạn mà, con có cảm thấy là mình làm có khác bạn không? Ừ, thế thì bây giờ mình khác như thế nào? Bình thường chữ này thì con cứ phát âm thành chữ thò đấy. Rồi sao nữa? Sao nữa Cái con này, lúc mà bảo ý kiến đi thì đéo ý kiến, đến lúc bạn nói thì mình cứ nói leo. Từ ngày mai cho lên làm mẹ giáo viên đây bây giờ. Lão! dạ hết rồi mẹ Dạ? dạ hết rồi ạ Hết rồi á? Lưu ý phát âm là chữ thờ và đi xuống chứ. Nhá. Phát âm là chữ thờ và đi xuống cho mẹ. Cho mẹ rescale lại cái này một tí cho nó đỡ chật chội cái đó. Thờ này. Và đi xuống. Chính vì thế cho nên là mẹ mới phát âm cái chữ này, nó gọi tên nó là chữ thì gật thay vì là ti gật. Giả bộ bây giờ đây là một từ để mình cần phải phát âm đi, đúng không? Thì mình phải phát âm cũng thế thôi, mình vào đầu là chữ thờ và đi xuống thì gật. Còn nếu mà chúng ta gọi là chữ ti gật thì cũng không có sai, không sai, thì gật không sai. Nhưng mà thôi thì mình cứ cố gắng là mình tuân thủ hết các cái quy tắc đi để cho mình luôn luôn chắc chắn. Đi xuống mà, chữ thờ và đi xuống, cho nên là mời Linh phát thanh lại cái từ này cho mẹ đi. Là dấu huyền đó chị. Đi xuống là ý là dấu huyền. Chị ơi, chị có nhìn thấy em biết dấu huyền đây không? Chị nhìn rõ cái dấu huyền đây chưa ạ? Giảng bài bằng iPad nó tiện vậy đấy. Chứ bây giờ mình mà viết, mình đứng lên mình viết bảng ở kia thì mình đâu có zoom cái bảng lên cho học sinh xem được đâu, đúng không? Thế nên là làm việc này tiện nè. Thế cho nên là phát âm lại từ này cho mẹ. Thế sang Ừ, thế sao? Được chưa? Thế thôi, tiếp tục phát huy. 38. Thế huê. Đúng rồi, rất là đơn giản thôi đúng không? Nhiều bạn học sinh xương cấp 1 rất là cute, phát âm thề hôi. Vần ôi mà. Nhưng mà là vần ôi của chữ Hán thôi đúng không? Chứ còn phát âm của tiếng Hàn thì nó vẫn phải là vần quê chứ. Thề huê rồi, tiếp tục này. 8 9. Phát âm cho mẹ thêm này. 9 17. Thổ si. Tốt, 17. Thì chay. Tốt. Hôm trước mẹ có nhắc một cái quy tắc khi chúng ta phát âm từ mượn là gì, nhắc lại. Quy tắc khi phát âm từ mượn. Nhớ không? Cái từ thứ hai là huyền ngang. Có nghĩa là khi mà mình phát âm từ mượn thì vẫn phải tuân thủ huyền ngang, đúng không? Nếu mà mình không tuân thủ thì sẽ bị design. Design là thiết kế đấy. Thì nhưng mà mình phải phát âm đúng đúng của nó thì vẫn phải thì chain, đúng không? Đó, vì vẫn đi xuống huyền bình thường nhá, thì chain. Hiểu ý chưa? Thế thôi, mời bạn khác phát âm cho mẹ nào. Mai nào? Mai. Phát âm cho mẹ. 1 3 2. Thari. Ừ. Thái ở thư. Biết ngay con này có gì ăn Anh chửi mà. Mẹ order là 132 chứ không phải là 123. Biết ngay là không tinh tế mà. Thàn sung. 13 với cái gì? 132. Cái chị nhớ nó ngắn hạn vậy rồi đến lúc đi làm phiên dịch thì làm sao? Thái ở thư. Ừ, thay họ chữ. Thà y nhá. Đúng chưa? Thà y là dấu huyền đi xuống. Từ này cũng là từ mượn. Thì chúng ta vẫn nhớ đúng cái nguyên tắc của nó là như thế. Thay ọt ọt đấy đi xuống này. Vị trí số 3 đúng không? Vị trí số 3 có phải là tông của nó là tông huyền đúng chưa? Và gặp cái thư này. Thư. Thư này là âm hơi rồi đúng không? Thì phải kéo xuống thay ọt. Được chưa? Đấy. Phát âm cùng là một từ đó nhưng ở những ngôn ngữ khác nhau thì sẽ ra những kết quả khác nhau. Không biết tiếng Anh phát âm như nào nhưng mà trong tiếng Việt gọi là diet. Đúng không? Thì sang tiếng Hàn nó thay ọt chữ. Vì bản chất của tiếng Hàn không có âm ai được thì bắt buộc phải viết tách ra. Và nó viết tách ra như vậy là người ta cũng phát âm tách nó ra luôn. Rồi, thái đi thái ở thư thần sun. Tiếp nào.
Phương, phát âm cho mẹ. 5 7 5 7 đi đã. Thảm P. Kinh quá. P thì mà kinh thế. Thảm P. Chỗ này nhá. Bờ cho mẹ. Các bạn mình chưa học đến cọc cọc năm này, chỗ này bạn phát âm chưa tốt là việc bình thường thôi. Phát âm cứ bờ thôi thì thành như nào? Thảm B. Ừ, thảm B. Và quên cái chỗ này của mẹ à? Quên cái điểm này à? Cái này này. Thầm bê. Ừ, thầm bê. Nhá. Thường ý thì chữ hiệp này mà đứng ở phía sau á là nó sẽ hay bị căng lên, như bạn phát âm là thầm pe thật. Thật, đúng thật, không có sai. Giả bộ như từ cơm cuộn đúng không? Phát âm thử tự lại từ cơm cuộn cho mẹ đi. Phí phim phạm ạ. Cái gì? Cơm cuộn cơ mà. Cái con này. Mẹ cho ngay cái dép cao gót này vào vào họng con nhân nhá. Bực cái cả mình. Con cứ như thế con thử làm người giáo viên nhân dân một ngày xem. Kim pop. Cái gì mà pop? Kim pop. Đâu ra? Đâu ra? Chuyển mic xuống cho mẹ bạn gì kia? Thùy. Video bài 1 có dạy. Ý là hôm vừa rồi là bạn ấy không được học buổi 1 thì mẹ có quay lại thì mẹ dạy lại cho bạn cái đó. Mẹ có dạy rất là kỹ về việc phát âm kiop, piop ở vị trí phụ âm cuối. Nhớ không? Nhớ không? Lại bảo dạ không mà con không nhớ gì hết. Sao không? Cái từ cà chúc cà bang có nhớ không? Mẹ dạy là chúc hẳn đấy, nhưng mà là chúc ngang này là nhớ không? Thì chính là cái câu chuyện mà kia với cả phi hiệp ở vị trí phụ âm cuối đây. Thì là nó phải thể hiện, mình đặt một cái tên cho nó đi, nghe cho nó dễ gợi nhớ này. Khi mà kia và phi hiệp mà ở vị trí phụ âm cuối, chúng ta sẽ phải đi theo chủ nghĩa cực đoan. Nghĩa là gì? Lên là lên hẳn, mà xuống là xuống hẳn. Không ngang, không trung chiêng. Đúng không? Thì bây giờ ở cái vị trí này nó là tọa độ 2 đúng không ạ? Tọa độ 2 là tông xuống hay tông ngang? 2 là đương nhiên là phải lên rồi. Không bao giờ có số 2 đi xuống rồi đúng không ạ? Vậy thì nó phải cực đoan là lên hẳn. Đúng chưa? Thế thì lên hẳn là như thế nào? Thùy. Kim pop. Ít nhất là biết là cái tông của nó là nó vút lên như thế đã, đúng chưa ạ? Còn ở vị trí số 2 này này thì biệt ở vị trí đằng sau này người ta phát âm là chữ P bình thường mà. Kimbap. Kimbap là không hay nhá. Nghe rõ không? Kimbap với cả kimbap là khác nhau. Một cái là mẹ phát âm bằng P và một cái mẹ phát âm bằng B đó. P với cả B đó. Không phải là mất câu là bảo nghe nó không thống nhất. P với B là khác nhau đúng không? Kimbap và kimbap đúng không? Thì ở vị trí đằng sau phát âm là kimbap là đúng hơn. Và thông thường sẽ là như thế. Tức là chúng ta biết là mình chưa học đến cọc năm thì mẹ chưa nói. Thôi mẹ nói luôn. Thì giống như cái vụ khổ kỳ đấy. Đứng vào đầu là phải đi mềm theo kiểu của Hàn Quốc đúng chưa? Nhưng ở vị trí đằng sau thì là sẽ đi cứng như tiếng Việt. Khổ kỳ lúc nãy đây. Khổ kỳ, khảm kỳ là vào đầu đi mềm và vào đằng sau là kỳ, là nó thành kỳ căng lên đúng chưa? Thế thì tương tự như vậy thì kim bắp này cũng thế này. Vào đầu thì sẽ là gì? Pạp. Cực đoan là xuống thẳng tưng nha. Pạp. Và âm mềm hơi đầu là mềm chưa? Pạp. Nhưng khi nó ở vị trí số 2 thì nó sẽ là pap. Kim pap. Thì đấy là chuyện thông thường. Đấy, thông thường. Thành ra là cái từ thầm pe này này, nhẽ ra cũng phải là thầm pe. Đấy là chuyện thông thường nha mọi người. Thông thường. Nhưng mà cái từ thầm pe này thì thường người ta sẽ phát âm là pe hơn là pe. Tức là chúng ta vẫn sẽ biết là quy tắc thì nó vẫn sẽ đi theo đại đa số, nhưng mà vẫn sẽ có những cái trường hợp là nó sẽ ngoại lệ, nó sẽ không theo quy tắc thì mình nhớ một chút nhá. Thuốc lá phát âm lại nào cả lớp. Thầm bè. Thầm bè. Thầm thầm thầm. Á. Thầm bè. Con nào pe ở đâu đấy? Tao nghe từ cái phường bên này này có pe đấy. Thầm bè. Nhá.
Mùn lơn các con phát âm là thầm pe không sai. Nhưng nghe nó lạ tai lắm. Hiểu ý mẹ không? Nó bị lạ tai, giống như kiểu là mình bây giờ mình tất cả thế giới vẫn đang đều tất cả đều cùng nhỏ. Ôi vãi lồn. Thế tự dưng có một người tự dưng lại vãi nhồn một cái chẳng hạn. Không sai. Không sai nhưng mà nghe nó không bình thường. Vãi nhồn, hiểu không? Hiểu ý mẹ không? Thì mình cố gắng là mình theo cái phổ thông nhá. Rồi, còn nợ từ nào không ta? 7 à? Ừ, từ số 7 này lại bắt đầu hơi khó một xíu này. Làm đi. À, được ạ. Hôm trước có quy tắc mềm hờ. Thùy phát âm lại cái từ này cho mẹ, số 7 này. Quy tắc mềm hờ ấy, quy tắc gọi là hờ tàng hình ấy, nhớ không? Thế hắc quân. Thè nè. Hắc nè. Quân. Phát âm riêng đúng không? Nếu như mà để người Hàn phát âm riêng. Phát âm hộ em từ này. Thè hắc quân. Ồ, chon chon đi. Thè. Hắc. Quân. Thì người ta phát âm ra như thế đúng không? Thì người ta không có kết hôn gì hết á. Nhưng mà chúng ta phát âm cái từ này để mà vào đúng tiêu chuẩn thì mình phải kết hôn. Trước hết là chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải có một cái thói quen là phân tích chữ. Phân tích trên cái những cái con chữ đấy thì nó sẽ tạo ra những cái quy tắc âm thanh gì, đúng không? Thì bây giờ mình nhìn xem ở đây là mình sẽ phân tích ra. Là trước hết là chúng ta thấy bước đầu tiên là phải có cái gì nhìn thấy ngay đã nào. Ừ. Bước đầu tiên là mình phải kết hôn, đúng không? Thì nó sẽ là như thế này. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ nhìn đến cái việc phát âm riêng của từng chữ. Thì đây là chữ thờ này. Và chữ này là coi như là mất đi, đúng không? Coi như mất đi chứ không phải là mất hẳn nha. Tị vì nếu như chúng ta phát âm thành chữ A thì sẽ là gì? Thè A quân à? Không phải đúng không? Thè A quân, thè A. Đó, chứ không phải là thè ha. Hiểu không nhỉ? Hờ lửng thôi, hờ lửng nhá. Thè A quân. Cả lớp phát âm đi, thè A quân. Thè A quân. Ừ, quân tốt đấy. Vị trí số 3 cuồn, cuồn đều được nhá. Khi mà phát âm lẻ như này, đang là từ độc lập như này thì chúng ta cuồn hay cuồn đều được. Không ảnh hưởng lắm, không vấn đề gì. Được chưa ạ? Được chưa? Thì đó là của từ thường nhá. Còn nếu như mà nói là của chữ thiệt thì mình cứ... Đây này, cái này nhăn nhó thì thiệt được từ bên cạnh này. Đây, nhìn. Thiệt đây. Thì nó là tông ngang thôi. Đẩy thêm xíu hơi nữa là xong. Thiệt. Thì dụ giả bộ đây là thè, thì bây giờ mình chuyển đến cái này là thành gì đây? Thè thôi. Được chưa? Thùy phát âm, Thái Lan. Thè. Cái gì? Thái Lan. Thế là nó dạ. Thái Lan. Cho mẹ cái từ mà Thái Lan trong tiếng Hàn đi. Thè cúc. Kinh quá. Tông gì? Ơ! Để cô ghi tông vào đây cho con nhìn rõ vậy. Tông gì? Ơ kìa. The cúc. Ừ. The cúc đúng rồi, nó phải là the cúc. Hiểu chưa? The nhá. Và cúc là cúc cực đoan lên đấy. Được chưa? The cúc. Rồi. Thì mẹ không tạm thời ấy, là mẹ sẽ cho chúng ta làm việc với âm thờ thường, âm thì cực thường này nhiều này. Cái bởi vì cái âm hơi này không dễ sai. Âm hơi này không dễ sai nhá. Và vẫn sai đấy. Thì cái này chuyển lại tông một xíu là được thôi. Nếu mà có chăng bị đè xuống thì mình chuyển lại tông một xíu là sẽ ok. Hiểu ý không? Thì bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu này. Chúng ta sẽ nhìn thấy từ số 4. Số 4 mẹ đánh dấu ở đây á. Là bởi vì là nó có xuất hiện cả thi gật ở vị trí đằng trước và vị trí đằng sau, đúng không ạ? Các câu chuyện của chúng ta vẫn luôn luôn sẽ là phân tích từ cái âm cơ bản nó sẽ như thế nào. Và nó sẽ đứng ở trước thì như nào và đứng ở sau như thế nào. Thì ở đây giống như trường hợp của khù ghi là âm kỳ học đó. Chúng ta sẽ thấy là nếu như đứng vào đầu thì đi mềm kiểu của Hàn Quốc. Và nếu như đứng ở phía sau thì làm sao? Thì đi căng kiểu Việt Nam, đúng không? Thế cho nên từ này sẽ phát âm là gì đây ạ? Thùy. Thù thông đặc. Cái gì? Từ 3, 4. Con phát âm từ đéo mẹ ở đâu vậy? Thầm tăng chờ. Tốt. Có mang theo chữ Á không hả mọi người? Có mang theo Á không? Có chứ đúng không? Thế thì chỗ này sẽ là gì? Đó. Và ghi rõ ra thì đây sẽ là gì? Thờ huyền này. Và đây thì sẽ là chữ T. Rồi, cho mẹ xin mic lại nào. Chuyển lại cho Bảo Yến nào. Mà bây giờ còn mình con Yến thôi. Nếu phải Bảo Yến phải Hải Yến nữa. Yến. Dạ. Con họ gì? Con
Yến Đặng nào. Mệt mỏi. Mời Yến Đặng phát âm lại cái từ người người phụ trách này cho mẹ. Thầm tăng chạ. Gì? Nghe chưa rõ nha. Có nhìn thấy mẹ ghi rõ chữ T ở đây chưa nào? Con biết là vừa xong con làm thành giống chữ gì không? Con làm thành giống như này nè. Ồ. Nhìn như kiểu nghe như kiểu là thầm đăng á. Thầm tăng chạ. Đúng rồi, trà xuống đi, số 3 xuống đi. Tốt mà. Đấy thì đến đây đã nhờ có Yến mà lại nhớ ra một chuyện đấy là gì ạ? Chúng ta nhớ rằng là gì ạ? Khi phát âm thì tuyệt đối không bao giờ phát âm là chữ đờ. Đúng chưa? Nó chỉ mang chữ đờ khi ở giá trị chữ Hán thôi. Chứ không bao giờ là phát âm chữ đờ là đàm đang trà hết. Đè hắc luôn. Hiểu không? Ok chưa? Vậy thôi. Thầm tăng. Thử phát âm cho mẹ từ này nào cả lớp ơi. Ngẫm cho mẹ từ này xem nào. Hai từ nhá. Xích tạ. Cái gì? Xích tạ. Sao lại xích ta? Ngờ đâu. Xích tạ. Bây giờ giả bộ mình chơi theo kiểu tiếng Việt, mình viết con mẹ nó ra đi. Thì là tờ này, xong rồi A mà như Á, xong rồi thêm ngờ ở cuối thì thành tăng mẹ Thanh Hà luôn. Xích tăng Thanh Hà. Xích tăng. Xích tăng có ngờ chứ? Tròn như chữ ngờ và xích tăng. Xích tăng. Ừ. Nó tiếp nào. Xích tăng. What? Tông gì đấy? Xác định lại tông cho mẹ cái từ thứ hai này nào. Xích tắc. Mẹ đang bảo là xác định lại cái tông. Nói cho mẹ biết cái tông của nó cần phải là tông gì. Chứ đừng phát âm vội, khi mẹ nó chuyển câu hỏi thì phải nhớ là hỏi câu nào trả lời câu đấy chứ. Đồng ý không nào? Dạ. Ừ. Ngang với cái gì nữa là gì? Ngang huyền, ngang huyền, ngang cái gì thì nói mẹ ra lại còn ngang với cái gì cái gì? Ngang huyền ạ. Ngang huyền á? Cái cuộc đời này là cái từ nào mà cái tông nào là tông ngang huyền trên đời này bao giờ không? Láo quá. Trời ơi. Làm được ơi. À! Tôi muốn hét lên cho thỏa cơn bực tức này. À! Mẹ vẫn nói bao nhiêu rồi và đầu buổi ngày hôm nay cũng đã đề cập rồi là vị trí số 2 làm sao? Nãy con nói không ạ? À? Có cần tua lại băng không? Vị trí số 2 có bao giờ đi huyền đâu? À! Sao mọi người cười trên cái nỗi đau đớn của mẹ vậy? Nỗi đau đớn đấy nó buồn cười. Rồi thử làm người giáo viên nhân dân như tôi xem. Rồi lúc đấy có cười không? Trời ơi, phải ghi vào đây. Thế phải ghi mẹ một cái dòng nó trịnh trọng đóng khung ở đây. Tọa độ số 2. Chết mất rồi. Không được phép xước dây thanh quản. Comment mẹ xước dây thanh quản luôn. Khổ tâm lắm đó. Rồi không những khán giả offline mà khán giả online cũng ha ha quá nhiều. Rồi khi nào mà Huyền, khi nào số 2 được ghi Huyền em giải thích ngay bây giờ ạ. Khán giả giữ sóng ạ, không được đi đái, không được đi đâu hết. Ở nguyên đấy em giải thích ngay bây giờ ạ. Uống miếng nước cái đã, xước dây thanh quản. Đứt luôn thật đấy. Rồi đây là quy tắc cơ bản nhớ chưa nào. Tọa độ số 2 không được phép đi Huyền. Đấy là khi chúng ta phát âm từ vựng. Còn khi đã vào câu, vào cụm, giống như là chúng ta có nguyên tắc N-1 là nguyên tắc sẽ đè con mẹ lên vượt qua hẳn so với quy tắc huyền ngang chẳng hạn. Thì đây cũng vậy thôi. Nếu mà chúng ta vào câu, vào cụm chẳng hạn thì cái vị trí số 2 này sẽ có thể thay đổi. Được chưa ạ? Giả bộ như thế này. Giả bộ như câu đơn giản này thôi. Được chưa? Thế thì ở đây nếu như theo đúng quy tắc thì số 2 không được phép huyền thì chúng ta phát âm đúng như là cái từ này nội bộ. Cái từ này phát âm là kim chi đúng chưa nào cả lớp? Kim chi. Không thì cù ghi đi. Ta sửa lại thành cù ghi đi. Bởi vì là cái từ chi này chúng ta lại chưa ôn trong cái khóa này. Sợ các bạn phát âm nó khó đúng không ạ? Cù ghi đi. Phát âm riêng của nó đang là cù ghi ngang đúng chưa?
Thế nhưng mà khi mà đi vào nân rồi, đi vào nân thì cái nân này làm sao? Nân hay nần hả các em? Nân chứ, đúng rồi, ai nần? Khi nào mà nần này nó vào vị trí áp chót trong câu nần nhố ấy thì nó mới nần. Oppa nần nhớ thì nó mới nần. Còn đây ở cái vị trí như này là nó phải nân. Các cháu hiểu ý không? Thế thì nân này nó đang ngang ở đây rồi nghe. Cô đánh dấu bằng màu xanh. Đây là đang ngang rồi. Thì nếu chúng ta đang để huyền cổ kỳ nân thì nó lại bị treo quá, nó không hay. Nên cái số 2 này, cái kỳ này chúng ta sẽ huyền xuống. Như là đúng là chúng ta đang áp dụng chính cái nguyên tắc áp chót vào đây. Đúng không ạ? Là coi như mình ngắt cổ kỳ nân là một cụm không? Thì là N-1 thì gọi là áp chót đấy. Hiểu không? Thì khi đó kỳ này phải xuống thành kỳ. Cổ kỳ nân bà chết rồi. Các bé có hiểu không nào? Mồm đâu? Không biết là các cô giáo viên học viện nhà mình có khi nào mà cũng gào lên như mẹ không? Toàn các cô tiên. Thế còn đây là cô gì? Cô Tuấn Trinh. Cô Tuấn Trinh nuốt chửng khán giả hả? Đây là cô tiên, đây là cô gì? Đương nhiên đây không phải cô Tuấn Trinh, đây là cô Tú Trinh hả? Hay cô Tuấn Chu? Đấy, bà xích sò này, áp chót này, về đích là sò xuống đây này. Câu tiếp theo nhá. Là mình làm hẳn hội chị em với nhau đi, nhìn cho nó rõ này. Cho mẹ một món khác đi. Một món khác mà cũng hai âm tiết. À, kimbap hả? Ừ, được. Rồi, thì đứng riêng sẽ là kimbap đúng chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn sẽ nhường cái ngang này, chắc chắn là ngang cho cái chữ ơn này rồi, hiểu không? Thế nên là cái vị trí số 2 này phải chuyển thành gì á? Huyền. Thì nó sẽ ra cái kết quả là gì đây? Kimbap은 바 top 써요. Được chưa? Nhớ này, chỗ này khi mà phát âm của không ngon thì đây phải là top, không phải mà shop nhá. Sáng ngày hôm nay mẹ vừa được khán giả tag vào trong một cái clip ở trên TikTok là có một bạn gọi là người Việt nhưng mà lấy chồng Hàn đẻ ra hai đứa con trai người Hàn Quốc, thì đấy là cái clip mà bạn ấy dạy con một số những câu nói khi ăn cơm. Trong bữa ăn thì bạn ấy nói là mà top giỏ thì các khán giả comment hội đồng và là phát âm sai. Là phải phát âm là mà tóc tà, là nó không, tức là nó không được rơi mặt tóc ra, nghe nó bị kinh á. Thế thì bạn ý lại quay cái clip chồng bạn ý phát âm. Đấy, chồng người Hàn phát âm lên thì bảo là phát âm thử cái câu này, thì bạn phát âm, ông ấy nói là mà tóc sò. Nhưng mà khi mà phát âm chậm thì cũng mà tóc sò. Thế là khi mà rơi ra làm chậm ấy thì nó nghe bị đi kiểu kết hôn lỗi mà. Thế thành ra là nó cứ gây ra cái nhiều cái sự nó cứ tranh cãi. Thì đấy, thì chúng ta biết rồi, cái tiếng Hàn như mẹ cũng nói lúc nãy là khi mà nói bình thường thì sẽ khác, và nói bị chậm lại, nó rơi chữ ra thì nó sẽ là bị kiểu khác. Thì cái từ này thì cũng kiểu đấy, mình để ý một chút thì nó sẽ là mà top mà thôi, đừng có mặt top nhá, mà top tạ. Không, thực ra là nếu mà có chăng, để mẹ ngẫm lại nhá, có chăng thì trong đời sống nếu như người ta nói kiểu như là nó có cái ngữ điệu mà nghe nó sắc sảo lên một chút thì nó mà top, tức là mà top, nhưng mà người ta nói nhanh cái chữ top nó sẽ bị căng lên thì nó làm cho cái mà bị kéo xuống, thì là mà top tà thì cũng vẫn có. Thế nhưng mà để mà nói là đúng theo lý thuyết về mặt ngữ âm thì chỉ mà thôi, mà top sờ mà thôi nhá. Rồi, vậy thì cái câu này bây giờ là giả bộ hai câu này đi với nhau thì mình sẽ có là gì đây ạ? 고기는 맛있어요. 김밥은 맛없어요. Đó. Còn đây này, cái của ngon hay không ngon này, vị trí số 2 của nó auto phải lên này, đúng không? Mà xít, mà tóc, lên cực đoan lên. Các cháu hiểu không nào? Ừ. Cả lớp phát âm lại theo cô. 고기는 맛있어요. 고기는 맛있어요. 김밥은 맛없어요. 김밥은 맛없어요. 김밥은 맛없어요. Nếu mà nói nhanh, 김밥은 맛없어요. 밥 treo lên, không sao. Không sao nhá. Nhưng mà nếu mà mình nói bình thường, 김밥은 맛없어요. Thay vì là 김밥은 맛없어요 thì
Mọi người thấy là nếu mà mình bắp lên mình sẽ bị dướn lên, bị mệt ý. Kim ba bún mà tóc sợi rồi, không cần như thế. Kim ba bún mà tóc sợi rồi, bạp. Kim ba bún mà tóc sợi rồi. Được chưa? Đấy, tốc độ nó khác nhau một xíu thôi là đã tạo ra những cái cảm giác nó khác nhau một tí rồi. Thì đấy là tọa độ số 2 thì mình không đi xuống đâu. Cho nên là cái chỗ này mà tổ chị Phương, chị nói rằng là cái này là cái gì? Ngang huyền là chết con mẹ em rồi. Phải không nào? Vậy thì tông này là tông gì ạ? À đây ạ, tiện đây có một bạn comment ạ. Sao chồng mình người Hàn nói là phát âm là mad, à mad of style. Đấy, vẫn là cái bạn kia cũng thế thôi, là nó thuộc về địa phương nhé mọi người. Mad of style. Mad of style thì là cái ngữ điệu địa phương, nó sẽ bị mad lên. À, bạn gì, bạn Link89KR. Bạn chồng của bạn chắc chắn là không nói tiếng Pyeongchang của Seoul đúng không? Thì mới có cái chuyện là mad of style chứ. Còn nếu mà bình thường sẽ nói là mad of style, mad, auto phải mad đi xuống. Nhá, đấy câu chuyện nó là như thế. Thì đấy, chúng ta cũng phải hiểu rằng là chúng ta đang học tiếng chuẩn. Tất cả những gì mẹ chỉnh của chúng ta là đang theo Pyeongchang. Được chưa? Bạn đó hỏi là chồng mình phát âm như vậy là có sai không? Thì đương nhiên là người Hàn thì không có sai được rồi ha. Có sai là chỉ có em người Việt Nam em dạy sai thôi à. Còn người chồng không bao giờ sai. Người... đúng không? Người chồng Hàn Quốc không bao giờ sai cả. Chỉ là anh ấy sai khác so với Pyeongchang thôi. Đúng không? Giống như là chúng ta, nếu mà người miền Nam phát âm thì sẽ nói là phát âm. Con phát âm. Con thì phát âm thành con. Xong rồi phát thì phát âm thành phát. Âm thì phát âm thành âm. Như vậy bạn ấy cũng không có sai. Mà chỉ là bạn ấy sai khác so với cả cái tiếng chuẩn thôi. Tiếng Bắc mà mẹ đang nói và chúng ta đang nói là gọi là tiếng chuẩn. Và tiếng chuẩn là gọi là tiếng tiêu chuẩn chứ không phải là tiếng chính xác. Mọi người phải hiểu rõ chữ chuẩn và chữ chính xác nhé. Tiếng chuẩn của chúng ta có những điểm không chính xác. Ví dụ như là gì chẳng hạn. Gì. Rồi là giá cả là chữ giờ rõ ràng phải phát âm như thế. Rá rổ là phải là như thế này. Thì đấy gọi là tiếng chính xác. Còn tiếng chuẩn của tiếng Bắc là có những điểm không chính xác theo cấu tạo của bảng chữ cái. Mọi người hiểu ý không? Thì là mình đang nói tiếng chuẩn nhá. Thế là bảo là tiếng chuẩn mà vẫn có những cái sai. Thì đúng rồi, đấy là tiếng chuẩn, cái được coi là tiêu chuẩn thôi ạ. Chứ không phải là cái tiếng chính xác. Thì đó là anh bạn người Suwon kia, rồi là gì, những bạn người miền Nam chẳng hạn, là đang nói tiếng khác so với tiếng chuẩn. Chứ họ không có nói sai một cái gì cả. Không có cái nào sai hết. Được chưa? Và chúng ta đang học theo mẹ là đang học theo tiếng chuẩn. Và học theo những bí quyết mà mẹ cho là chuẩn. Đấy, học thầy là phải theo thầy chứ. Chứ học thầy thì theo ai? Học thầy thì học thằng thầy, nhưng mà về nhà thì lên YouTube theo con khác. Hiểu không? Thế đó là hiểu rõ cái gọi là gì, à, cái tư tưởng kiểu như là mình đi theo đạo nào là mình phải theo đúng cái đạo đó. Chứ không thể nào mà vừa theo Phật giáo mà lại vừa theo Thiên Chúa giáo được. Không có cái nào sai hết nhá, không cái nào là cái sai cả. Thì đây là ngang ngang. Phương nhá, phát âm lại nào. Xích thắc. Xích thắc, đúng rồi. Hai từ này đều cực đoan lên, cho mẹ lên đúng cực của nó. Xích thắc. Xích thắc. Đúng rồi, tốt rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng mình sẽ nghỉ giải lao. Sau đó thì chúng mình sẽ chuyển vào đến phần học phần biến âm nhá. Và khi nghỉ giải lao thì mẹ cũng sẽ dừng livestream ở hai kênh này luôn ạ. Mẹ có tuyển trợ giảng không? Em tuyển mẹ giáo viên chứ em tuyển trợ giảng làm đéo gì. Trợ giảng đến thì ngồi rung đùi hay là giảng hộ phần giáo viên à? Hay sao? Mình không hiểu khái niệm trợ giảng. Trước giờ mình đi học các môn trên cuộc đời này chưa bao giờ mình gặp cái lớp nào mà có khái niệm gọi là có trợ giảng đâu nhá. Không hiểu là trợ giảng là để làm cái mẹ gì? Để mà ngồi dưới xì sầm với học sinh à? Để mà gọi là giáo viên thì giảng đằng dưới, trợ giảng là giảng cho sinh một nẻo về mẹ ở nhà mà gia sư với nhau đi đéo thì lên trợ giảng gọi là xì sầm học sinh để làm đéo gì? Tuần sau lại xin tiếp không? Không ạ. Đứa thì có, đứa thì không. Tuần sau mặc áo dài á, trời ơi. Tuần sau nóng lắm hả? Thôi tuần sau cho làm Nam Nhi đi, đừng bắt mặc áo dài nữa được không? Bạn Trịnh Thu Hằng ơi, comment chữ khiếp mà comment này chữ tiếp nữa. Yếu tiếng Việt quá. Nách mẹ hú có hoa nở. Nữa bạn Hoàng Thế Vinh comment ỏm ma với thiếu chữ M rồi. Có ỏm ma không à? Mẹ ăn một mình à? Chứ có mấy cái cọng này thì ăn với mấy mình? Muốn đăng ký lớp của mẹ Hú thì lên kênh TikTok đang livestream ấy, có cái clip mặc áo vest màu xanh ghi ở đầu trang, hướng dẫn tường tận tất cả các lớp rồi. Mẹ đừng vuốt tóc nữa, 3 phút vuốt một lần.
con này mày nói điêu vãi, một phút tao vuốt ba lần. Nhưng mà nó bảo vuốt một lần. Kiểu tóc này ông cũng phải vuốt chứ, không vuốt thì làm sao được. Dạ bộ mình học đến tầm hơn 5 giờ nhá mọi người. Có ai vội đi đâu không? Vâng. Thôi về luôn đi, ngồi làm gì nữa. Về 4 giờ 24 phút rồi, xin về 4 giờ thì phải về luôn đi, làm gì nữa. Không còn gì đâu, không còn gì nữa đâu. Về chút luôn đi. Duyên dáng quá. Mẹ bây giờ đang dạy 3 lớp. Váy xinh. À váy Shopee. Có 102 thôi. Cô đang hít 102. Thế thôi mà cái máy nó rộng vãi này. Máy này rộng mặc thoải mái. Mặc mấy cái váy mà thắt eo á, có để làm cái lồn thì nó đằng nào cũng ngồi đây mà. Có lượn mấy đâu. Thắt cái eo vào xong nó mất công mà ngồi xuống đây, xong rồi nó lằn mỡ lên. Nên là mặc cái này nó thoải mái. Lần đầu diện kiến, xin chào mẹ. Diện kiến đéo đâu. Diện kiến phải gặp tận đây, để ngồi tận đây, xách cái hàng lên gặp, ngồi trong không gian này mới là diện kiến này. Bày đặt dùng từ cao cấp. Cái nói mẹ là lần đầu xem livestream của mẹ đi là một câu. Lần đầu diễn kiến. Kiến là gặp. Diện là mặt. Diện là mặt. Nhận diện đi. Nhận diện là nhận mặt, đối diện là đối mặt. Thì diện kiến thì phải là gặp mặt chứ. Đây gặp đây mới thấy cái mông không à. Các bạn ơi, mẹ Hú cảm ơn các bạn đã theo dõi đến thời điểm này. Nghỉ giải lao như một con điên không thèm giảng bài nhưng mà vẫn tận gần 400 lượt xem lận. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những lần livestream tiếp theo nhá. Xin cảm ơn rất là nhiều.